Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp sống trẻ của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến thông tin về sức khỏe. Viêm xoang là bệnh lý hô hấp phổ biến ở mọi lứa tuổi. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các triệu chứng của bệnh thường kéo dài và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người bệnh. Vì vậy, để tìm ra phương pháp điều trị bệnh thích hợp là vấn đề được nhiều người bệnh quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, không khí ô nhiễm và thời tiết biến đổi bất thường, đó là điều kiện làm gia tăng về các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đặc biệt là bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Và chúng ta thấy theo thống kê tại Việt Nam, viêm mũi dị ứng tại Việt Nam là nỗi ám ảnh của 30% dân số. Và bệnh thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi và tiến triển nhanh chóng và có thể gây ra nhiều biến chứng như là mù mắt, viêm màng não, thậm chí có thể tử vong nếu chúng ta không điều trị và phòng ngừa hiệu quả. Và xu hướng hiện nay khi mà chúng ta sử dụng thảo dược trong điều trị đã khiến mọi người quan tâm nhiều hơn. Vậy thảo dược có thực sự hiệu quả trong phòng ngừa và điều trị viêm mũi dị ứng cũng như là viêm xoang? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngay sau đây. Xoang là những khoảng trống của xương sọ được tạo nên quanh hốc mũi, giúp làm giảm trọng lượng của khối hộp sọ và tham gia vào quá trình điều hòa không khí. Các xoang có nhiệm vụ hết sức quan trọng là làm ấm nguồn không khí đi vào phổi mỗi khi thời tiết lạnh và làm mát không khí khi trời nóng nhờ vào sự điều hòa của hệ thống mao mạch của xoang. Tuy nhiên, khi xoang bị tổn thương, viêm hoặc nhiễm khuẩn, sự thay đổi thất thường của thời tiết, không khí sẽ khiến cho tình trạng bệnh viêm mũi, viêm xoang trở nên trầm trọng. Tôi bị viêm xoang nhiều năm nay, cứ đến khoảng tháng 10 là bệnh trở nặng, khiến tôi hay bị ngạt mũi, đau buốt dọc xuống mũi lên trán. Tôi bị viêm mũi dị ứng từ nhiều năm nay, hễ đến mùa đông là bệnh lại trở nặng hơn, thường xuyên bị cháy nước mũi hay là hắt hơi, khiến tôi gặp rất là nhiều bất tiện trong công việc. Viêm xoang, viêm mũi dị ứng diễn biến thường khó lường, nhất là ở thời điểm giao mùa. Vì thế các chuyên gia cho rằng, để phòng và điều trị, bệnh nhân nên lưu ý giữ ấm cơ thể, đầu, cổ, chân, tay, đeo khẩu trang khi ra đường, vệ sinh họng, miệng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Có thể điều trị và dự phòng bằng cách sử dụng các vị thuốc thảo dược có tính ấm, tính kháng sinh tự nhiên. Và xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng đồng hành trong chương trình ngày hôm nay, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hòa Bình. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC, xin kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, là hiện nay dùng đông y trong việc điều trị viêm xoang và viêm mũi dị ứng thì cũng được rất là nhiều người quan tâm. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là trong đông y thì sử dụng phương pháp này như thế nào ạ? Thực ra chúng ta biết là đối với viêm xoang, viêm mũi dị ứng là một tình trạng viêm nhiễm mãn tính ở đường hô hấp và rất nhiều người ta bị. Tuy nhiên là trong y học cổ truyền người ta cũng sử dụng rất là nhiều các vị thuốc và rất nhiều các bài thuốc rất là tốt để điều trị tình trạng viêm xoang, viêm mũi với tác dụng giải độc, giải dị ứng, hỗ trợ rất là tốt. Tuy nhiên là rất là nhiều bệnh nhân có cái quan niệm là muốn điều trị nó khỏi nhanh và người ta có thể không đi khám bác sĩ và sử dụng ngay cái thuốc ở các cái hiệu thuốc và sử dụng các cái thuốc kháng viêm rất là mạnh có thể đỡ rất là nhanh, nhưng bên cạnh sau đó thì có rất nhiều tác dụng phụ. Và bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn những thảo dược mà chúng ta thường dùng với phương pháp này được không ạ? Những cái thảo dược mà giúp cho điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng thì phải nói rằng là có rất nhiều cái vị thảo dược, nhưng mà tôi biết là những cái thảo dược mà có thể hỗ trợ rất là tốt phải kể đến là hoa ngũ sắc. Và trong hoàn thành phần của hoa ngũ sắc có cái thành phần phenol, có cái tác dụng rất là tốt, có tác dụng chống phù nề, có cái tác dụng giảm sưng và giảm làm thông thoáng cái niêm mạc đường hô hấp. Tuy nhiên nó có tác dụng kháng viêm, kháng khuẩn rất là tốt. Trong y học cổ truyền người ta phải phối hợp giữa các vị thuốc, ngoài cái hoa ngũ sắc ra người ta phải phối hợp với những cái khác nữa, ví dụ như là bồ kết. Trong bồ kết thì đặc biệt là trong gai bồ kết có cái thành phần saponin có tác hỗ trợ rất là tốt, có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm và nó có tác dụng tiêu đờm rất là tốt. Và chính nhờ tác dụng tiêu đờm để làm thông thoáng cái niêm mạc đường hô hấp cho người bệnh cái cảm giác rất là khó chịu. Tuy nhiên là ngoài hai thành phần đấy ra thì phải kể tới những cái thành phần mà rất là quan trọng, đó là bạch chỉ, đó là ké đầu ngựa. Đây là những cái thành phần hoàn toàn từ những thảo dược mà đặc biệt là từ thuốc nam. Ké đầu ngựa nó có tác dụng phát tán rất là tốt và cùng với bạch chỉ có tác dụng làm tiêu đờm và đặc biệt là nó làm thông thoáng đường niêm mạc hô hấp rất là tốt. Khi phối hợp giữa các cái thành phần này với nhau, nó có hỗ trợ tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, tiêu đờm và làm sạch, làm
thông thoáng cái đường hô hấp, cho nên làm cho người ta bệnh người ta cảm giác rất là dễ chịu khi sử dụng. Thưa bác sĩ, là ở Việt Nam thì rất là thuận lợi trong việc là trồng những cây thảo dược, nhưng mà mọi người vẫn rất là quan tâm đến việc là an toàn. Nhưng mà bây giờ thì đã có những tiêu chuẩn và quy định GMP thì đã khiến mọi người tin tưởng hơn về việc là chúng ta sử dụng thảo dược trong việc điều trị bệnh, đúng không ạ? Có thể nói rằng người dân bây giờ rất thông minh. Yeah. Người ta có thể nói rằng lựa chọn sản phẩm, đầu tiên người ta phải nghĩ tới thành phần của sản phẩm. Thành phần của sản phẩm đó có được sản xuất, cái thành phần đó có thể xuất từ những cái thảo dược hoàn toàn trong cái môi trường tự nhiên hay không, có phải là sản phẩm sạch hay không, có được phép của Bộ Y tế cho phép lưu hành hay không. Và cái điều đó là cái được sản xuất dây chuyền công nghệ hiện đại, hay người ta nói cách khác là hiện đại hóa y học cổ truyền bằng các tiêu chuẩn GMP, và cái trong cái quá trình bào chế như vậy không làm mất đi cái tính chất của dược liệu, và người ta sử dụng dược liệu dưới cái dạng tinh chất và đảm bảo đủ cái lượng dược liệu và đảm bảo cho cái quá trình hỗ trợ điều trị một cách tốt nhất. Đặc biệt là cái sản phẩm Tosana này được sản xuất dưới dây chuyền công nghệ hiện đại, được sản xuất bởi đảm bảo bởi GMP, và trên thị trường thì có rất nhiều các cái thực phẩm chức năng để hỗ trợ điều trị đối với tình trạng viêm xoang, nhưng Tosana rất là tốt, một cái sản phẩm với thành phần từ tự nhiên và nó an toàn như vậy, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho những bệnh nhân viêm xoang, đặc biệt là trong những trường hợp mà viêm xoang mãn tính do tình trạng dị ứng, đặc biệt là dị ứng thời tiết. Và chúng ta biết rằng có rất nhiều người đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm thảo dược từ sản phẩm Tosana trong điều trị viêm xoang và viêm mũi dị ứng, bởi vì sẽ cho kết quả an toàn và không lo biến chứng. Thì bác sĩ có thể chia sẻ quan điểm của bác sĩ như thế nào? Thực ra chúng ta biết là Tosana là một sản phẩm hoàn toàn từ thảo dược, ví dụ như thành phần từ hoa ngũ sắc này, rồi những thành phần hoàn toàn từ bồ kết này, cái gai bồ kết hỗ trợ rất là tốt, tiêu đờm mà làm thông thoáng niêm mạc đường hô hấp, và bạch chỉ cùng với kế đồng ngựa phối hợp cùng với lược vàng, thì những cái thành phần này từ thảo dược nó an toàn, nó không phải là cái tính chất kháng khuẩn kháng viêm một cách mà sử dụng như y học hiện đại, do vậy mà nó tác dụng nó chậm hơn nhưng nó hiệu quả và nó an toàn hơn cho người bệnh. Vậy thì khi mà chúng ta dùng sản phẩm thảo dược Tosana trong việc điều trị thì chúng ta phải dùng trong thời gian bao lâu thưa bác sĩ? Đối với sử dụng những cái sản phẩm từ thảo dược như Tosana thì cái điều là chúng ta cần sử dụng là khi mà chúng ta sử dụng như vậy thì cái thời gian dùng phải từ 2 đến 3 tháng, và mỗi một lần chúng ta phải sử dụng đúng với cái liều lượng của nhà sản xuất. Và thứ hai nữa là khi chúng ta sử dụng là sau ăn 30 phút hoặc là trước khi ăn 1 giờ để đảm bảo cái hiệu quả nó tốt hơn, thì mỗi ngày chúng ta sử dụng 8 cho tới 10 viên, và khi sử dụng như vậy tôi nghĩ rằng là nó có tác dụng giải độc giải dị ứng rất là tốt và nó an toàn, nó không có tác dụng phụ. Vậy thì bên cạnh những phương pháp hỗ trợ thì chúng ta cần phải có những lưu ý gì trong sinh hoạt thường ngày thưa bác sĩ? Tôi nghĩ rằng đối với người bệnh khi bị tình trạng viêm xoang, người ta sẽ rất là dùng rất nhiều các cái thuốc, đặc biệt là những thuốc nào đó để khỏi thật nhanh. Tuy nhiên là chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm để chúng ta điều trị thì nên là lựa chọn những cái sản phẩm, những cái thành phần từ thảo dược, ví dụ như từ Tosana là một những thành phần rất là an toàn. Trong sinh hoạt hàng ngày thì cái việc mà chúng ta điều chỉnh một chế độ ăn cân đối đủ 4 nhóm đạm mỡ đường, tăng cường cái lượng cái khả năng kháng thể trong cơ thể chúng ta, được cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, với quá trình tập luyện một cách đầy đủ và kiên trì hàng tập hàng ngày, cái khả năng tập luyện như vậy tạo nên cái khả năng miễn dịch của cơ thể rất là tốt. Tuy nhiên là chúng ta cũng điều chỉnh, ví dụ như là uống nước này đầy đủ này, lượng nước cho cơ thể này, ngủ đủ giấc. Và một cái điều là những thời tiết mà mùa hè những nóng nực quá, những khói bụi từ mùa hè thì hãy sử dụng khẩu trang, và mùa đông thì chúng ta biết là ra ngoài cái thời tiết nó quá lạnh khô hay như vậy, chúng ta cũng nên sử dụng khẩu trang và đặc biệt là khăn ấm để quàng cổ để làm cho cái đường không khí vào được giữ ấm được tốt hơn, thì những bệnh về tai mũi họng sẽ được giảm bớt. Dạ vâng, một lần nữa thì Phương Thảo xin được phép cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng với chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có những phương pháp để chúng ta có thể điều trị và phòng ngừa căn bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Và đến giờ thì thời lượng của chương trình xin phép được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại.